Sáng ngày 11 tháng 2 năm 2022, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư An Giang có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Châu Đốc về việc tổ chức sự kiện Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 tại thành phố Châu Đốc. Theo kế hoạch dự kiến, Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 được diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và chuẩn bị vào mùa lễ hội từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 tại quảng trường phường Châu Phú A và các tuyến đường Thủ Khoa Nghĩa, Chi Lăng, Bạch Đằng, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Ngày hội quy tụ sự tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố Hà Nội, Sơn La, thành phố Hồ Chí Minh, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ, từ 150 đến 180 gian hàng, chia làm 4 khu vực: khu triển lãm tỉnh An Giang, khu triển lãm các tỉnh, thành phố, khu gian hàng thương mại, khu không gian văn hóa ẩm thực và biểu diễn cộng đồng. Các sản phẩm tham gia ngày hội tập trung các nhóm sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp, nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, đặc trưng và nhiều sản phẩm tiềm năng khác, thực phẩm, ẩm thực, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, nội thất, trang trí, lưu niệm và dịch vụ du lịch nông thôn của tỉnh An Giang và các tỉnh, thành phố. Để thực hiện tốt công tác tổ chức ngày hội, các đại biểu đã cùng trao đổi góp ý về các nội dung phục vụ tổ chức Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 tại thành phố Châu Đốc, nội dung trưng bày, biểu diễn tại các gian hàng tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày, văn hóa, văn nghệ, ẩm thực của hai dân tộc Anh em Kinh, Hoa. Sự kiện Ngày hội mắm Châu Đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 tại thành phố Châu Đốc được tổ chức trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện giúp doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng của dịch bệnh, đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở ra nhiều cơ hội giao thương, liên kết, phát triển mở rộng thị trường, giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm, thương hiệu của các tỉnh, nhất là các sản phẩm của tỉnh An Giang đến với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh, đồng thời tôn vinh, khẳng định thương hiệu đặc biệt hương vị mắm Châu Đốc của vùng sông nước miền Tây đến với du khách trong và ngoài nước.